Wow, nó ốp vô cái mái nhà bên phía trước luôn. Ý, gì đó. Hai ba con nhựa vậy, dữ vậy. Quá trời lớn. Này cột phụ giúp với ba cô Hoa cái phần lóng ra. Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để ba cô Hoa tiếp tục cưa cây bả đậu phần 3. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba cô Hoa sẽ treo những phần cây lớn của cây bả đậu này như thế nào nha. Này cột hai cộng luôn. Kéo ra phụ không ba? Kêu mấy bác kéo cái phụ không? Chắc cột chịu thêm cái phần gốc nữa. Bên kia thì anh Hiền kéo chính giữa rồi. Này giống như treo ở phần gốc, có một sợi dây treo ở phần ngọn, còn một sợi chính giữa thì anh Hiền vịn lại đừng cho nó vơ bậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quá bự. Thôi vậy mà xuống bự ghê ta. Từ từ đi mở dây cái. Đi mở dây đi dây. Mở từ từ thôi. Nó nghe gì chứ. Nó nhìn nó nghe. Rồi, mở mở con kia được không? Mở con kia, con kia, con kia. Anh xả bên kia từ từ luôn. Để nó dướng. Ủa nó cũng đứng này à. Trời nó bị bọng nha. Bọng hết. Sữa, sữa. Nè con nó bọng rồi cái này. Đứt cái đinh luôn. Rồi cưa đứt đinh. Hàng chi nghe cái sạc. Tưởng lại nhánh khô ai vậy mà. Trúng cái đinh. Còn cái đỏ ông trên tay còn không? Hồi nãy thấy chờ nguyên cái lỗ của cái mọng cây nè. Này ba của họ phải cắt nhỏ nhỏ lại cho mấy bác đem dọn dẹp á. Ba của Hoa bây giờ đeo bộ móng và bộ đai lên để cưa, chắc là cưa khớp từng khúc nhỏ ra quăng xuống phía dưới. Trúng gai nữa rồi. Hồi nãy mấy phần nhánh thì ngang ngang không, nhánh thì thẳng đứng lên nè nên dễ. Gai này nó vướng lại rất là nhiều. Không dám đổi, tôi yếu không rồi. Không hết cà tốt đó. Ông đây nè, hết cà. Kéo cái phụ ra, kéo là tốt rồi chứ. Kéo, kéo. Kéo đi. Thôi.
nó quặn. Bọng gần tới phía trên luôn. Kêu qua lóc bên kia luôn cũng được. Hạ lên, hạ từ xuống đây. Rồi hạ xuống luôn. Gai quá nhiều, ba cũng không có leo bằng cái bộ đai lên được. Này chắc vẫn phải cố gắng để leo lên quá. Cái này phải có cái ống nước dài chút để lòn cái cọng dây đai thì sẽ dễ leo lên hơn.
Thế là ba của Hoa đỡ lại rồi mà nó vẫn còn bị va chạm vào cơ thể. Hình như mới cắt lóng xong á. Cưa mở miệng. Hoành lớn quá rồi. Cái lam nó thì nhỏ. Hiền đang chuẩn bị cái máy cưa lớn lên để cưa cái hoành cây. Đổi máy cưa lớn hơn rồi nên ba của Hoa không có cưa mở miệng nữa. À, lăn bớt mấy cái lóng này ra để cho ba của Hoa trên thảy xuống không bị dội lên cao hơn.
À, ý là không có cái nhánh nào mà nó còn lăn vậy đó. Dội. Vì ở trên cũng chá nắng quá nên hoa quay ở phía dưới gốc à, không có quay bà của hoa cưa. Hết hồn nha. Lóng quá chắc. Có nước gì đó. Trời ơi, cái làm chín tắc nhìn thấy, thấy ghê rồi chứ. Anh đứt rồi. Ra đi ra. Vậy là ba của hoa chia ra nửa cây nữa cưa.
Bây giờ ba của Hoa leo móng xuống, rồi có thể là cắt bằng móng, leo móng cưa luôn á. Mặt cưa nó cay chảy nước mũi. Tới gốc luôn. Vì video cũng khá dài, mà cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào tập cuối của cây bả đậu ở miếu Bà Chúa Xứ này. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.